Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông sinh năm 1442, mất năm 1497, là vị vua mà tên tuổi và sự nghiệp vẻ vang đã gắn liền với giai đoạn cường thịnh của Việt Nam nửa cuối thế kỷ 15. Trong gần 40 năm làm vua, ông đã tiến hành nhiều cải cách về chính trị, quân sự, kinh tế, khởi xướng Bộ Luật Hồng Đức được xem là sự kiện đánh dấu trình độ văn minh cao của Việt Nam, đề cao những giá trị văn hóa dân tộc. Bản thân ông là một nhà thơ lớn, để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Tên tuổi và sự nghiệp của Lê Thánh Tông gắn chặt với một giai đoạn cường thịnh của Việt Nam ở nửa sau thế kỷ 15. Lê Thánh Tông tên là Tư Thành, hiệu Thiên Nam Động Chủ, con thứ tư Lê Thái Tông, mẹ là Ngô Thị Ngọc Giao. Ông sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1442 tại nhà ông ngoại ở khu đất chùa Huy Văn, Hà Nội ngày nay. Mất ngày 30 tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1497. Lê Thánh Tông lên làm vua năm 1460, hai lần đổi niên hiệu. Quang Thuận 1460-1469 và Hồng Đức 1470-1497. Trong gần 40 năm làm vua, ông đã đưa Triều Lê phát triển tới đỉnh cao về mọi mặt: chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng, văn hóa. Sử gia Ngô Sĩ Liên khen Lê Thánh Tông là vua sáng lập chế độ, mở mang đất đai, bờ cõi khá rộng, văn vật tốt đẹp, thật là vua anh hùng, tài lược. Về phương diện văn học, Lê Thánh Tông là một nhà thơ lớn, tác phẩm ông để lại rất phong phú, vừa thơ, vừa văn xuôi, vừa Hán, vừa Nôm. Hiện còn được sao chép trong các tập Thiên Nam Dư Hạ, trong đó có các bài phú nổi tiếng Lam Sơn Lương Thủy Phú, Châu Cơ Thắng Thưởng, Trinh Tây Kỳ Hành, Minh Lương Cẩm Tú, Văn Minh Cổ Suý, Quỳnh Uyển Cửu Ca, Cổ Tâm Bách Vịnh, Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn. Nhà cải tổ và xây dựng đầy nhiệt huyết. Nhờ sự ủng hộ sáng suốt, quyết liệt của nhóm đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Thánh Tông đã bước lên ngai vàng giữa lúc triều chính nhà Lê đang lục đục mâu thuẫn. Lên nắm chính quyền, Lê Thánh Tông nhanh chóng chấm dứt tình trạng phe phái trong cung đình, khẩn trương tổ chức xây dựng đất nước với một tinh thần cải cách mạnh mẽ, táo bạo. Về cơ cấu chính quyền các cấp, ông đã tiến hành xóa bỏ hệ thống tổ chức hành chính cũ thời Lê Lợi từ 5 đạo đổi thành 12 đạo, tức 12 thừa tuyên. Bên cạnh cải tổ cơ chế nhà nước, Lê Thánh Tông đặc biệt chú ý các biện pháp phát triển kinh tế, sửa đổi chế độ thuế khóa, điền địa, khuyến khích nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, mở đồn điền, khai khẩn đất hoang. Những nỗ lực nhằm xây dựng phát triển đất nước của Lê Thánh Tông đã được phản ánh khá rõ qua các bài chiếu chỉ dụ do ông ban bố như chiếu khuyến nông, chiếu lập đồn điền, chiếu định quan chế. Dưới thời Lê Thánh Tông, lực lượng quốc phòng bảo vệ đất nước được tăng cường hùng hậu. Trước kia, quân đội chia làm 5 đạo vệ quân, nay đổi thành 5 phủ đô đốc. Mỗi phủ có vệ sở, bên cạnh còn có 2 đạo nội ngoại, gồm nhiều ti vệ. Ngoài tổ chức quân thường trực, Lê Thánh Tông còn chú ý lực lượng quân dự bị ở các địa phương. 43 điều quân chính Lê Thánh Tông ban hành cho thấy kỷ luật quân đội của ông rất nghiêm ngặt, có sức chiến đấu cao. Người khởi xướng Bộ Luật Hồng Đức. Bộ Luật Hồng Đức là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của sự nghiệp Lê Thánh Tông và của cả thời đại ông. Sự ra đời của Bộ Luật Hồng Đức được xem là sự kiện đánh dấu trình độ văn minh cao cả của xã hội Việt Nam hồi thế kỷ thứ 15. Lê Thánh Tông, người khởi xướng Luật Hồng Đức, là người thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật đã ban hành. Ông đã thu lại quyền chỉ huy của Tổng quân Đô đốc Lê Thiệt
vì con Lê Thiệt giữa ban ngày phóng ngựa trên đường phố và dung túng gia nô đánh người. Lê Thánh Tông thường bảo với các quan rằng: pháp luật là phép tắc chung của nhà nước, ta và các người phải cùng tuân theo. Người phát triển những giá trị văn hóa dân tộc. Về phương diện văn hóa, Lê Thánh Tông đã có công tạo lập cho thời đại một nền văn hóa với một diện mạo riêng, khẳng định một giai đoạn phát triển mới của lịch sử văn hóa dân tộc. Cùng với việc xây dựng thiết chế mới, Lê Thánh Tông đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài. Ở Việt Nam thời phong kiến, chưa bao giờ nền giáo dục thi cử lại thịnh đạt, cũng như vai trò của trí thức lại được đề cao như thời Lê Thánh Tông. Ngoài Hàn Lâm Viện, Quốc Sử Viện, Nhà Thái Học, Quốc Tử Giám là những cơ quan văn hóa giáo dục lớn, Lê Thánh Tông còn cho xây kho bí thư chứa sách, đặc biệt đã sáng lập Hội Tao Đàn, bao gồm những nhà văn hóa có tiếng đương thời mà Lê Thánh Tông là Tao Đàn chủ soái. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập, Hồng Đức Thiên Hạ Bản Đồ, Thiên Nam Dư Hạ là những giá trị văn hóa tiêu biểu của triều đại Lê Thánh Tông. Nói tới công lao của ông đối với nền văn hóa dân tộc, không thể không kể đến một việc có ý nghĩa lịch sử mà ông đã làm. Đó là việc ông hủy án minh oan cho Nguyễn Trãi, cho sưu tầm lại thơ văn Nguyễn Trãi đã bị tiêu hủy sau vụ án Lệ Chi Viên. Chính Lê Thánh Tông đã cho tạc bia về Nguyễn Trãi: ước trai tâm thượng quang khuê tào, tấm lòng ước trai sáng tựa sao khuê. Một nhà thơ hào tráng, đứng đầu hội văn học Tao Đàn, Lê Thánh Tông cũng dẫn đầu phong trào sáng tác. Thơ Lê Thánh Tông để lại khá nhiều và có giá trị cao về nội dung tư tưởng. Qua thơ ông, chúng ta không chỉ hiểu sâu hơn về nhân cách, tâm hồn ông, một tâm hồn gắn bó mật thiết với non sông, đất nước, với nhân dân, với những truyền thống anh hùng của dân tộc, của tổ tông, mà còn thấy được khí phách của một thời đang vươn lên đầy hào tráng. Nắng ấm nghìn trượng tòa trên ngọn cờ, khí thế ba quân át cày cáo, phương đông mặt trời mọc, áng mây nhẹ trôi, phóng mắt ngắm núi sông muôn dặm. Buổi sớm từ sông Cấm đi tuần biển Đông. Lê Thánh Tông làm vua lúc 19 tuổi. Một năm sau, khi trách lỗi cựu thần Ngô Sĩ Liên, nghiêm nhân thọ, vị hoàng đế 20 tuổi bảo họ: ta mới coi chính sự, sửa mới đức tính. Người bảo nước ta là hàng phiên bang của Trung Quốc thời xưa, thế là ngươi theo đường chết, mang lòng không vua. Đó là tiếng nói của một ý chí tự cường dân tộc, động lực mạnh mẽ đưa Lê Thánh Tông đạt tới vinh quang trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hồi thế kỷ 15.